Vâng, xin chào các bác nhá. Tiếp tục lại lên thưa các bác cái dòng dàn của Đài Đông nhá. Con này nó là dòng MS3. Đấy. Với bộ này thì nó sẽ có phần chỉnh bát tép cho các bác nhá. Có chỉnh bát tép này, có FM108 này. Kết nối điện thoại này. Rồi kết nối đường quang qua tức là kết nối đường tivi, đường quang đấy. Đấy. Rồi bác nào cần giải trầm thì có thể cắm thêm trầm vào đây nhá. Công suất của loa là 50W một chiếc này, trở kháng là 6 ohm. Bát của nó thì nó là bát 13 theo tiêu chuẩn của hãng các bác nhá. Bát chảo này. Đấy, ê căng đầy đủ cho các bác này. Và con này thì nó có thêm một cổng gọi là cổng USB sau cạc. Cái cổng này thì nó sẽ hay như đường quang các bác nhá. Tức là các bác nào mà kết nối máy tính ấy, thì mình dùng cổng USB sau cạc này. Đấy. Một chân của nó là cái kiểu dạng USB bẹt ấy. Đấy, và một chân của nó đầu vuông như này. Thì mình cắm vào cái cắm vào máy tính nghe rất là hay, nó hay như đường quang luôn. Về cách kết nối sử dụng thì cũng rất là dễ thôi. Chỉnh bát tép thì đầu tiên là các bác muốn chỉnh thì các bác ở đây nó có một cái phím gọi là, nó ghi là TOLE nhá. Trên SDB thì các bác gọi lệnh ở đây. Đấy, đầu tiên thì có phải gọi lệnh này, gọi lệnh bát này thì mình tăng hay giảm mà tùy theo mình thì các bác chỉnh ở đây. Đó, được chưa? Tiếp theo thì tép thì các bác nhấn vào đây. Nhấn vào đây cũng được, cái nút vừa rồi cũng được, hoặc nhấn vào đây cũng được. Tiếp theo thì là cái chế độ đó là hỗ trợ cho độ trầm, độ ấm của bát. Bác nào thích nghe độ trầm, độ ấm nhiều thì mình đưa về on. Bác nào thích nghe ít thì đưa về off. Đấy. Thì nó sẽ hỗ trợ cho con bát này, nó sẽ tăng cái giải bát lên. À, tăng cái độ giải trầm lên. Con này thì ấy căng đầy đủ cho các bác hai trước nha. Đấy. Hàng bãi thì nói chung là cái chuyện nó bụi bặm một tí hay là nó hơi sức lông mèo một xíu thì không tránh được các bác nhá, hàng bãi mà. Nhưng mà để mà về được những con hàng bãi mà nó đẹp như con này là xuất sắc luôn các bác nhá. Này, quá đẹp luôn. Nhiều con về nó còn vỡ rồi, nó nói chung nó móp mép các kiểu các bạn. Chứ không được như con này đâu. Con này là thuộc dòng hàng đẹp luôn đấy. Sẽ đem lên một đoạn nhạc để các bác nghe thử nhá. Sẽ đi tìm bên
Vừa rồi thì các bác nghe thử qua cái đoạn chất âm của nó nhé. Bây giờ em sẽ đo lốt cái phần kích thước để các bác sẽ biết được cái kích thước của nó, kê cho nó phù hợp nhé. Dòng này thì kích thước của nó là bát 13 các bác nhé, bát 13 này. Chiều cao của vỏ nó là 27 này, chiều rộng là 15,5 và chiều sâu các bác nhé, sâu là 22,5, tức là chưa tính căng. Căng thì các bác cộng thêm cho em thêm nửa phân vào thì nó khoảng 24. Hàng nguyên bản cho các bác nhé, tức là 100% là hàng bãi về từ bên kia nhà là đúng như thế luôn, không có chỉnh sửa mông má hay là bất kể cái gì cả. Đấy, còn nếu mà em mà sửa chữ hay là mông má gì nhá, đây không bao giờ để cái tình trạng nó kiểu dạng như này. Đấy. Cái này các bác không sợ nó ướt gì cả đâu nhá. Cái này là kiểu nó về nó hàng nó như vậy rồi chứ không phải là đấy. Đây còn các bác nghe cái chất liệu gỗ này. Đấy, bác làm thợ mộc thì biết nhá, nó rất là cứng. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Nhà em thì ở gần bến xe Mỹ Đình nhá, cách nó chỉ khoảng 300m thôi. Thì các bác cứ lấy cái điểm bến xe Mỹ Đình ấy, thì đến đấy sau đó thì alo cho em, thì bên em hướng dẫn đường vào nó dễ nhất. Thực ra thì các bác cứ đến một phát là số 57 Nguyễn Hoàng rất là dễ, nhưng mà nếu bác nào mà kiểu không biết được cái đường Nguyễn Hoàng ấy, thì mình cứ tìm cho em cái bến xe Mỹ Đình. Đấy là cái điểm chung thì ai cũng biết đúng không ạ? Bến xe Mỹ Đình thì ai cũng biết. Thì cứ từ bến xe Mỹ Đình hỏi vào số 57 Nguyễn Hoàng thì ai người ta cũng biết các bác nhá. Tại vì là đường Nguyễn Hoàng là đường cửa chính vào của bến xe khách mà. Đấy. Rồi, em xin chào các bác.